Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn về cái dự án Froggy nhé Và mình xin được chúc mừng tất cả những bạn nào mà đã theo cái kèo này à, Cái ngày hôm trước thì mình có đăng cái video về cái kèo này, hôm đó thì mình có review Thì uh, cách đây là 6 ngày các bạn nhé, mình ra một cái video để review về cái dự án này Thì cái lúc đó là cái make up của nó chỉ có 160.000 đô đến 170.000 đô à, và ngày hôm nay thì lúc 7 giờ 52 phút thì makeup cap của nó đã đạt là 1 triệu 172 nghìn đô các bạn nhé. À, bây giờ thì mình sẽ lấy con số này mình chia cho cái số là 160.000 đô make up Khi mà hôm mình chia sẻ cho mọi người để xem là chúng ta được x bao nhiêu lần nhé à, ATH của nó là 1.172.000 đô này Mình sẽ chia cho cái make up hôm đó là 160.000 đô nhé Cái hôm mà mình chia sẻ review cho mọi người này Thì như vậy là các bạn đã nhận được 7.3 lần tài khoản nhé Cứ gọi cho là 7 lần nhân được 7 lần tài khoản nếu như mà ai vào được cái giá 160 à, và cái hôm mình ra cái video đấy thì uh, cái make up của nó loanh quanh đầu 160 đến 170 sau đó thì cũng có lúc nó còn xuống tới là 125 với lại 130 thì nếu như mà bạn nào mà vào được cái make up của 125 đến 130 thì mình sẽ thử, thử tính nhá 130.000 make up nè thì các bạn đã nhân được 9 lần tài khoản nhé À, bây giờ thì mình có thể cho các bạn xem lại cái video của cái ngày hôm đấy mình có review và cái make up thực tế của cái ngày hôm đấy nhé Đây là kênh YouTube của mình này thì mình sẽ kéo lên đây cách đây là 6 ngày các bạn nhé 6 ngày thì mình đã ra cái video này cái dự án này thì nó ra mắt trước đó một ngày sau một ngày thì mình mới review cái dự án này make up của cái hôm mình review và mình ra video này thì nó ở cái mốc là make up 171.000 đô các bạn nhé thì sau khi mình đăng video này xong thì mình cũng vào group mình xem thì thấy cái make up của nó loanh quanh ở 160.000 đô và cũng có lúc nó giảm về còn 130.000 đô thì nếu như bạn nào vào được cái make up 130.000 đô thì các bạn đã nhận được 9 lần tài khoản thế còn vào make up 160.000 đô thì các bạn đã nhận được 7 lần tài khoản rồi thì xin chúc mừng những bạn nào mà đã theo cái kèo này các bạn nhé và cái dự án này thì mình thấy là nó chưa dừng lại ở đây lộ trình của nó thì vẫn còn tăng được các bạn nhé mình sẽ cho các bạn xem thêm Uh, có nghĩa là con này khi mà nó ra mắt nó sẽ có những cái lộ trình này các bạn có thể là thấy đây là cái lộ trình tăng giá của nó nhé uh, ở cái make up đầu tiên là 61.000 đô thì nó đã x2 này x2 đây là tính theo cái giá mà nó nít sàn nhé, khi mà nó nít sàn phân cách sầu góc một cái là nó đã có cái make up là 30.000 đô và tính đến thời điểm hiện tại thì uh, những người nào mà mua ở những cái vòng purchase sale ấy thì uh, người ta sẽ được là uh, x30 lần này Thế còn những bạn nào mà mua khi nó vừa lít Phan Cách Swap thì nói thật là cái nút giá mà có 30.000 đô ấy thì không ai mua được đâu bởi vì nó tăng rất là nhanh. Chỉ một chút thôi là nó đã tăng lên đến 60.000 mấy lại hơn 100.000 đô. Ở trung bình thì thường những người nào tham gia kéo này ở trên Phan Cách Swap ấy thì chúng ta chỉ mua được với cái giá trên 100.000 đô các bạn nhé. Ai mà mua được cái giá 120-130.000 đến đô là quá là đỉnh rồi. Và các bạn có thể là thấy ở đây thì cái nội trình tăng giá của nó nó sẽ có 11 nhịp tăng các bạn nhé. Và hiện tại thì chúng ta đã đến cái nhịp thứ 7 rồi Là make up hơn 900.000 đô đến hơn 1 triệu đô Nó chỉ cần lên một chút nữa Nên đến 1 triệu 500.000 đô nữa là chúng ta sẽ lên đến cái nhịp thứ 8 này Và chỉ còn 3 nhịp tăng nữa thì nó sẽ đạt cái target của cái lộ trình của nó các bạn nhé Các bạn có thể là thấy là ở đây dự án họ có để là Nội trình của nó sẽ là x 500 lần tài khoản này Khi mà nó đạt được make up là 15.473.000 đô Đấy thì với cái make up này thì mình không biết nó có lên được không Nhưng mà ở cái make up khoảng tầm 3 triệu đến 6 triệu này thì nó hoàn toàn khả thi các bạn nhé. Thì đối với những người nào mà vào được cái giá từ lúc make up 30.000 đô thì khi mà nó lên được cái make up 3 triệu đô này thì người ta sẽ nhân được là 100 lần. Đấy còn khi nó lên 6 triệu đô thì người ta sẽ nhân được 200 lần các bạn nhé. Thế còn những người nào mà vào được cái giá hơn 100.000 đô thì chúng ta cũng có thể là nhân được vài chục lần. Thì đây là cái bảng kế hoạch nội trình của bên dự án họ có làm nhé và đã đi được qua 7 mốc rồi đấy còn cái mốc thứ 8 thì có thể là trong ngày hôm nay sẽ đạt được 1 triệu 500.000 make cap nhé đấy và tiếp theo thì khoảng tầm 23 ngày sau nó có thể nó sẽ lên được 3 triệu bởi vì mình thấy là cứ mỗi một cái vị trí điểm giá ở trên này thì trung bình nó sẽ giữ khoảng tầm 2 ngày sau đó nó sẽ tăng tiếp các bạn nhé thì đây là cái nội trình tăng giá của bên dự án này dự án này thì đã nít coi cái này coi market này và đã nít cả trên sàn bitgut được các bạn nhé và một cái sàn sách nữa thì nó cũng đã lít rồi uh, Makeup hiện tại của nó đang là 999.000 đô gọi là một triệu các bạn nhé Nói chung là nó sẽ giữ cái giá này trong khoảng tầm 1-2 ngày và nó sẽ tăng Nhưng mà có thể là trong ngày hôm nay nó sẽ lên được một triệu rưỡi Đây là cái tài khoản Twitter chính thức của dự án thì hiện tại đã có tích xanh rồi này Và các bạn có thể là thấy ở đây họ có để một cái ảnh nhé Ảnh bìa nhé Ảnh bìa này thì có nói là nít ở trên cái bê tốc các bạn nhé. Bê tốc là cái thị trường tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc. Và các bạn biết rằng là khi mà nó nít được ở trên bê tốc này nó cũng phải tốn rất là nhiều tiền để mình lên được đây. Và so với những cái số tiền mà chi phí cho các KOL nổi tiếng ở trên Twitter ấy. Thì nít trên bê tốc này là đắt giá nhất các bạn nhé. Đây là cái bài đăng thông báo để nít trên bê tốc này. Thì chúng ta sẽ xem ở đây nhé. Uh, Froggy sẽ đang quảng cáo trên bê tốc thị trường lớn nhất Trung Quốc này. Và thời gian sẽ là ngày 13 tháng 10 lúc 14 giờ UTC các bạn nhé. 14 giờ UTC thì nó sẽ vào là 21 giờ Việt Nam. Froggy sẽ cùng nhau làm cho BSC trở lên tuyệt vời trở lại này. Đó thì trong thời gian qua các bạn có thể là thấy những cái kèo sổ số, số về cái mạng BSC này nó khá là nát. Và con này nó tự xưng nó là khi mà nó ra thị trường nó sẽ khôi phục lại và nó sẽ làm cho cái sổ số, số của BSC trở lên tuyệt vời hơn. Có nghĩa là nó sẽ khẳng định cái vị thế của nó trong những cái mùa meme coin này. Đó và con này thì nó thuê rất nhiều KOL nổi tiếng để siêu kèo nhé. Ví dụ như là Shiba Ami này các bạn có thể thấy là đây là một cái tài khoản KOL rất là nổi tiếng và có tích vàng nhé. Có tới là 657.000 người theo dõi đây các bạn nhé. Thường thì ở trên Twitter này nó có rất nhiều KOL nó có tầm ảnh hưởng ở trên thị trường. Và hiện tại thì bên dự án này nó đã hợp tác với những cái đối tác này các bạn có thể là thấy ở trên đây nhé. Đây là những cái đối tác của nó nó đã hợp tác và siêu kèo này. Còn 6 cái ô trống này thì trong nội trình nó sẽ hợp tác với những cái đối tác nào Khi mà nó hợp tác thì nó sẽ đưa lên đây các bạn nhé Và trong đây thì nó có cả lộ trình nít sàn nhưng mà uh, Có thể là nó sẽ không nít ở trên sàn mách các bạn nhé Bởi vì sàn mách thì nói chung là cũng có dự án nó lên đấy nó cũng nhân được 10 lần tài khoản Nhưng mà nhiều dự án lên đấy nó bị chia tài khoản cho nên là cái dự án này thì mình thấy là họ đang chưa có ý kiến gì khi mà nói đến nít mách nhưng có thể là sẽ nít trên sàn bitmart hoặc là sàn get.io ấy thì hai cái sàn đấy mình thấy khả thi hơn ở đây các bạn cũng có thể là thấy một cái tài khoản KOL tích vàng đây các bạn nhé nó siêu kèo cho cái dự án này này đó và rất nhiều những cái đối tác khủng mà nó siêu kèo cho dự án này ví dụ như là BSC BSC Dini của Binance nó cũng có quảng cáo cho cái dự án này nhé Nói chung là dự án này nó chi tiền marketing khá là mạnh và nó liên tục đốt coin khi mà nó chạm được cái make up theo cái dự định của nó thì nó sẽ đốt nhé và nó tạo sự khan hiếm cho cái đồng coin này để nó tăng giá nhé. Ở đây thì bên dự án họ liên tục là mua lại để đốt nhé. Có những lần mua 10 BNB và có những lần mua 20 BNB để mang đốt. Thì khi mà đốt cái đồng coin này đi thì nó sẽ làm giảm cái tổng cung và nó sẽ tăng cái sự khan hiếm lên. Thì lúc đó là cái giá trị của đồng coin nó cũng sẽ tăng lên các bạn nhé. Ờ, như vậy là cái dự án này nó đã ra mắt thị trường là được một tuần rồi. Và cái video này thì mình cập nhật thông tin và mình xin chúc mừng cho những bạn nào mà đã theo cái kèo này ngay từ đầu các bạn nhé. Nếu như bạn nào theo cái kèo này từ đầu từ lúc mình ra video ấy, thì các bạn đã nhân được 7 lần tài khoản nhé. Thế còn các bạn mua được cái giá rẻ hơn thì đã nhân được 9 lần tài khoản. Đấy, thế còn ở cái vòng bán trước thì nói thật là không đến lượt mọi người mua bởi vì khi mà nó mở bán chỉ trong một giây thôi là nó đã đầy một cái bể đấy rồi. Là nó kết thúc bán rồi thì nói chung là mọi người mua bằng tay thì không thể mua kịp. Đấy thì tính từ lúc mà nó Nissan ấy, đến bây giờ thời điểm hiện tại là uh, những bạn nào vào giá trung bình ấy, thì cũng nhân được 7 lần. Thế còn vào giá thấp bắt táy thì đã nhân được 9 lần nhé. Uh, thì xin chúc mừng tất cả mọi người. Và cái lộ trình tăng giá của con này thì nó còn 4 mốc để tăng các bạn nhé. Uh, mốc tiếp theo sẽ là 1 triệu rưỡi make up. Mốc tiếp theo nữa là 3 triệu này. Uh, mốc tiếp theo nữa là 6 triệu. Và mốc cuối cùng nữa là 15 triệu các bạn nhé. 15 triệu make up thì mình cũng không thể biết trước được là dự án nó sẽ đạt được cái make up cao nhất là bao nhiêu nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì mình thấy kèo này nó đang khá là ngon và khá là uy tín thì những bạn nào vào trước đây thì đã nhân được rất nhiều lần tài khoản rồi thế còn uh, bây giờ mà bạn nào hỏi mình là có lên vào kèo này nữa hay không ấy thì uh, mình không có cái quyết định và cũng không có câu trả lời cho các bạn nhé bởi vì mình chỉ là người cập nhật thông tin và chia sẻ thông tin để cho các bạn tìm hiểu thôi chứ mình không quyết định được cái vấn đề là mua hay không bởi vì tiền uh, tiền trong túi của các bạn các bạn sẽ tự quyết định và các bạn cũng sẽ tự tìm hiểu thế còn ở đây mình chia sẻ mình chỉ đánh giá theo cái góc nhìn của cá nhân mình thôi và mình cũng không phải là chuyên gia để mà khuyên các bạn nên đầu tư con này con kia hay là vào giá nào đấy tất cả thông tin mình đưa ở trên kênh của mình thì nó chỉ là cập nhật thông tin cho những người nào đang tham gia dự án này để họ biết là nó đang phát triển như thế nào và make up của nó đang là bao nhiêu Thế còn những bạn nào mới thì đừng có hỏi là giá này có vào được hay không bởi vì khi mình tư vấn cho các bạn ấy thì ví dụ nó có tăng được lên thì uh, các bạn được nhân tài khoản thì cũng chẳng thấy ai nói gì. Nhưng mà khi mà nó có vấn đề nó bị âm tài khoản, nó bị chia tài khoản ấy thì các bạn hãy quay ra trách mình. Thì nó sẽ không hay nhé. Cho nên là ở đây thì mình sẽ không phím cho một ai vào cái kèo này hết. Mình chỉ là người cập nhật thông tin và chia sẻ cái thông tin dự án này. Để những ai đã vào dự án này thì họ cập nhật được uh, cái thời điểm hiện tại là dự án nó đang phát triển như thế nào thôi. Chứ không phải là một nơi khuyên đầu tư các bạn nhé cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình và chúc các bạn nhân được nhiều lần tài khoản trong dự án này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé